Dịp này, trưởng ban nội chính Thành ủy Võ Công Chánh cũng đã về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua, thôn Phú Hòa 1 đã chú trọng vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống mới. Nhiều năm qua, Phú Hòa 1 luôn được các cấp chính quyền vinh danh là thôn văn hóa tiêu biểu. Trong thôn, không còn hộ nghèo ở nhà tạm. Phát biểu tại ngày hội, trưởng ban nội chính Thành ủy Võ Công Chánh đã chúc mừng những kết quả mà thôn Phú Hòa 1 đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn bà con nhân dân cùng với hệ thống chính trị của thôn tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới với khu dân cư ngày càng đẹp giàu.